Video chỉ mang tính chất vui vẻ, giúp chúng ta giải tỏa căng thẳng trong những thời gian rảnh rỗi, không cổ vũ cho bất cứ hành vi tiêu cực nào đi ngược thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Hai, trời ơi, hôm nay kiểu ngồi nhà từ sáng giờ chán lắm luôn các bạn. Từ sáng giờ mà chả biết là hôm nay mình sẽ gọi là làm gì cho nó sôi động ta. Hôm qua thì mình cũng đã nhận được tích xanh rồi, cảm giác giống kiểu bây giờ đang đứng ở trên đỉnh vinh quang. Tư giác lại thiếu đi một chút động lực sống anh em. Đó, nên là mình nghĩ là hôm nay mình sẽ phải làm một cái gì để sôi động các bạn ạ. Ê Thỏ ơi, mày nghĩ xem mà hôm nay chúng ta làm gì cho nó VIP vừa rồi bây giờ Thỏ. Tính ra ấy, là nếu như mà mình bây giờ mình đi gọi là mua đồ thì cũng được các bạn ạ. Nhưng mà nếu mà chúng ta mua đồ mà để trang trí nhà ấy thì bây giờ chúng ta lại phải nạp tiền. Nope. Mà tiền thì không phải lúc nào cũng có. Các bạn phải xem video nhiều, ấn vào quảng cáo thì may ra mới có tiền để mà mua đồ. Tiền thì không có rồi thì bây giờ làm gì ta? Thỏ, bây giờ chúng ta làm gì nhỉ? Anh Thỏ, mày không nghe tao nói không vậy anh? Alo, cái Thỏ này, dậy con, đứng dậy con, Thỏ à? Trời đậu xanh nó ngủ mất sắc rồi. Dậy con, mày dậy con, trời đậu xanh này. Tính ra ta đang định bảo với mày là bây giờ chúng ta đang đi làm gì cho ngày hôm nay nó sôi động mà mày cứ làm ngủ ấy Thỏ. Ôi trời ơi, giật ơi là giật. Bây giờ mày muốn kiếm cái gì quay cho nó sôi động ấy thì bây giờ mày kiếm cái gì đó nó hay hay. Ví dụ là bây giờ mày đi mày câu cá, hay là mày đi mày chơi parkour, thử thách bắt cua, vượt cái map obby gì đó mà mọi người comment quá trời bảo mày làm mày đã làm đâu. Hay là bây giờ mày đi mày kiếm xem là có ai đấy đang online thì mày chơi game với người ta ấy. Nhưng mày tối nay mày kêu tao để tính ra là bây giờ tao ngủ một tí cũng được rồi kìa. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là bây giờ là mày là thú cưng của tao, mà tao làm YouTube mà bây giờ tao không quay mấy cái hay ho cho bạn coi thì làm sao mà có tiền để nuôi mày được hả tao? Ừ rồi, biết rồi là mày nuôi tao rồi, bây giờ tao nói mày rồi đó. Là bây giờ mày đi kiếm, bây giờ tao nghĩ thì là lâu lắm rồi á mà mày chưa có làm cái video nào để gọi là quay chung với cả các bạn thành viên trong Hello Team. Mày quay với tao hoài à, bây giờ mày cũng không quay với người trong team nữa, mày kỳ vậy. Thôi bây giờ mày cho tao nghỉ một hôm đi, mày đi quay với người trong team đi được không? Quay với người trong team à? Nếu bạn nói đến việc mình nhớ đến ai nhất trong team, chắc chắn là bà Cá Mui. Bà này bà ấy có thù sâu ý đậm với mình từ ngày trước, từ cái ngày mà mình còn nghèo khó, còn đang tập làm người sẽ giàu. Bà ấy đã gọi là có tất cả mọi thứ. À quên, tính ra mình đã có tích xanh mà ta. Ê trời ơi, tao nhớ là tao chưa khoe bà Cá Mui cái vụ tao tích xanh luôn á. Thì đúng rồi đó, tao nói mày nghe rồi. Bây giờ người ta nói gì, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Đấy, hôm nay mày có tích xanh rồi, mày trả thù chưa hề muộn đâu. Bây giờ mày qua nhà bà Cá Mui đó, mày nghe tao, mày qua nhà bà Cá Mui đi. Sau đó mày rủ bà Cá Mui, đầu tiên là mày khoe tích xanh cho á sợ chơi nè. Sau đó là mày sẽ gọi là tiếp tục gọi bà Cá Mui đi gọi là solo game có được không? Solo game à, nghe thì cũng hợp lý, nhưng mà vấn đề chủ yếu ở chỗ á là gọi là gì ta, lâu lắm rồi tao chưa qua nhà bà Cá Mui, không biết là dạo này bà ấy giàu hay nghèo, hay bà ấy có giàu hơn mình không ta. Qua đấy kiểm tra xem Cá Mui có giàu hay không nha anh em. Và hôm nay chúng ta sẽ làm một cái clip review nhà của Cá Mui, và bên cạnh đấy nữa chúng ta sẽ khéo léo khoe tích xanh với Cá Mui nha anh em. Ok đi ạ, hôm nay ta sẽ lấy lại hết tất cả những gì đã mất Thỏ ạ. Mày đi theo tao, tự tin lên. Từ từ, đâu cả Cá Mui đâu ta? Mui ơi, Mui đâu ấy? Ủa Cá Mui đâu ta? Từ từ, đi vào xông thẳng luôn. Hôm nay mình sẽ lấy gọi là tất cả những gì đã mất từ những video ngày hôm trước. Hôm nay đố bạn nào bảo mình gọi là cùi bắp nữa đấy, đố bạn nào trên mình nhà nghèo. Ủa Mui đâu rồi? Ủa Cá Mui đâu ta? Ủa sao nhà Cá Mui dạo này đến đây cái gì ấy, bà làm cái gì ấy trời? Trời đất ơi, bà thắp cái ghế giống như kiểu gọi là gì đây? Bà ngồi lên đây giống kiểu tượng nữ thần tự do luôn này Thỏ ơi, mày nhìn cái gì không Thỏ? Ê này gì đây, tao thấy cái nhà này hình như là có thay đổi so với ngày hôm trước hay sao gì đây? Mình lúc trước qua nhà Cá Mui mà nhìn thấy bà mà nhà bà trông cùi bắp đâu mà sao đâu phải xịn nghe đâu ta? Ờ đúng rồi á, tao cũng công nhận với mày luôn, nó không hiểu sao hôm nay nhà trông xịn xò vãi chuối mà. Vấn đề mày biết là gì không? Toàn đồ trang trí bằng vàng luôn, nó VIP Pro Max từ từ. Mà có trọng bá đâu? Ai biết được, bây giờ mày thử chạy vào mày tìm xem mà Cá Mui đâu, mày đứng lên mày hỏi tao. Ừ thôi đây được rồi, để ta vào tao thử tìm vào Cá Mui đâu. Mà Cá Mui đi đâu ta? Trong nhà Cá Mui cũng không có luôn các bạn ơi. Ôi, nhà Cá Mui này, ui từ từ. Sao trông nó khác dữ vậy ta? Ủa Cá Mui chui đâu ta? Nope. Mui ơi! Mui! Nếu như một ngày em không quay trở lại, chờ một giấc mơ sẽ quay về. Hả? Ê Thỏ ơi, hình như là có tiếng bò kêu lợn giống đâu ấy vừa. Mui ơi, Mui đang ở đâu ấy? Mui! Bà chú sắp nào ấy? Hình như là có cái tiếng gì đang gọi mình đúng không ta? Nó nghe đau đầu ấy nhở? Tất nhiên là có cái tiếng rồi, bà đang đứng ở đâu ấy? Bà đi đây coi! Nope. Đứng đâu ấy? Ai gọi đấy? Ai gọi tôi đấy? Có Mr. Tôi Việt này đang đứng ở giữa nhà này, bà ở góc nào? Sao cái nhà nó đậu xanh cái nhà đó? Ai ở đây? Cái gì vậy? Ủa Việt hả? Ủa bà chỗ nào? Tôi vẫn chưa nhìn thấy bà ấy. Mắt bạn có vấn đề về quang học không? Ờ? Đâu bà đứng đâu ấy? Bà thử di chuyển đằng sau này. Quay. Đằng sau quay là đâu? Ủa? Đằng sau quay. Ủa chỗ này đâu có gì đâu ta? Ủa anh bạn. Ủa? Ủa anh bạn. Ủa Mui đứng đâu? Mui đứng đâu ấy? Rồi mắt vịt có vấn đề về quang học rồi. Alo. Ủa đây không? Đây này đang đứng nhìn đây này. Ủa đang nhảy đây này, đang nhảy đây này, thấy không?
xanh, bây giờ bà mới hiện ra như một vị thần này. Trời ơi nó lắc, trời ơi nó lắc, bây giờ bà hiểu, bà hiện ra giống kiểu thế luôn. Ảo ma Canada thực sự luôn anh em. Anh em có nhìn thấy thấy cảnh đấy không? Anh em comment xuống dưới cho vịt biết là Camui không hề xuất hiện đấy bạn. Không, Camui lại bảo mình mất lấy anh em. Tự nhiên á, Camui đứng đây từ nãy giờ luôn á trời. Camui ấn nhảy một cái thế là Camui hiện một phát như kiểu một vị thần lên lên màn hình của vịt luôn. Ảo thật đấy. Vãi chuối thật anh em. Ồ cứ không sao. Hôm nay đến nhà Camui chơi nè. Mui ơi. Hôm nay vịt đến nhà Mui chơi ấy. Ui nhìn nhờ. Cái tên vịt đấy nhìn một cái. Hero Mr. Vịt không đáp giống mình. Tên nhau có gì nhau? Khác mà, Mui nhìn kỹ vào xem, Mui thật phải nhìn kỹ vào Mui mới thấy sự khác biệt. Nhìn kỹ không? Từ từ để xem nào. Hero Mr. Vịt 08 thêm cái tích V. À, tích này dành cho mấy người fake đúng không? Fake bảo bà ơi, tích V là dành cho người chính chủ. Thành nước mạng, các người bảo vô ý thật chứ. Bà biết không, sáng nay tôi hỏi con thỏ là: thỏ ơi, mày có biết tích V có ý nghĩa gì không? Nó bảo là: tích V là đại diện cho sự vớ vẩn. What the hell vớ vẩn? Hôm nay đến bà Camui bảo là tích V đại diện cho fake luôn. Bà ấy qua fake luôn các bạn. Fake luôn, hẳn là như thế luôn. Chính xác, con thỏ này được này. Con thỏ này đáng xứng đáng cho 10 điểm này đâu. Cả để Camui cho bé mấy củ cà rốt ăn chơi coi. Này, bà không nên tiếp tay cho những thứ xấu nha. Bà nghe tôi nói đây. Hôm nay tôi qua để tôi giới thiệu với bà. Tôi đã trở thành một người cực VIP. Tôi là nhất, tôi là điểm 10, tôi là hàng hiệu. Đấy, bà khen tôi đi. Mày bị điên à? Khen mình vịt giỏi quá trời. Vịt giỏi quá trời đất luôn. Camui thấy vịt VIP chưa? VIP cái gì? Cảnh VIP cái gì? Ok, mà bà không thấy VIP, bà đi ai? Đi ai? Bà ra ngoài thôi, đi ra ngoài này. Bà vẫn chưa cảm nhận độ VIP của mình anh ơi. Chưa cảm nhận độ VIP của mình thì ok rồi, đây. Bà qua đây. Đây, đứng đây, đứng đây. Đấy, Camui nhìn nào. VIP chưa? VIP chưa? Alo? Bà nói gì vậy? Khổ quá, tôi biết là bà có cái xe đấy rồi. Nhưng mà bà hôm nay gì vậy? Hôm nay mình cũng có xe VIP bằng bạn rồi. Bạn thấy mình VIP chưa? Nếu mà Camui bảo mình không VIP thì chứng tỏ Camui bảo là cái xe của Camui cũng không VIP anh em đấy. VIP không? Trời ơi, nếu mà anh đang xem điện thoại hay là iPad thì mình vô tay nhanh. Ok, rồi ok, đấy rồi. Tắm nhưng mà vô cái gì trời. Người ta qua người ta khoe là thứ nhất là người ta có tích xanh, người ta có hiệu kim cương, người ta có xe VIP, người ta có pet VIP, người ta thành gọi là Pro Player ở trong Play Together. Ok, chờ xíu để cho thành cặp đã. Từ gì cặp gì? Mình cũng có cái đồ ngủ đấy á, mình thay đổi cho nó khác biệt một xíu. Đồ, Camui có đồ ngủ luôn. Ủa, tôi tưởng mà mặc bộ này đó rồi, bà kêu bộ này đẹp lắm mà. Thì bộ này đẹp nhưng mà mình vẫn cần có cái bộ sơ cua, bạn hiểu không? Ủa ghê ta, dạo ở đây Camui cứ kiểu bị tiêu nhiều tiền như thế nào các bạn ạ? Camui hôm nay đã khác ngày xưa rồi. Ngày xưa Camui vất vả làm lụng đi câu cá gãy cần để mua nhà, hôm nay Camui đã chơi hệ đô la tiền bạc. Tiêu tiền không như nước luôn anh em. Các bạn nhìn thấy không? Con thỏ này ấy, nhẹ cũng phải tầm khoảng 5.000 kim cương. Đấy, giờ có cả xe 12.000 kim cương. Bây giờ cũng mặc đồ bằng vàng luôn anh em. Thấy không? VIP Pro Max đâu? Đâu? Mặc đồ bằng cái? Đâu? Đâu? Đây. Trời ơi. Ê, sao đội mũ vịt đây? Tại vì đi mãi không thấy cái đồ bình thường. Trời ơi. Không thấy cái đồ bình thường. Ủa, cái đồ bình thường là cái đồ gì? Bình thường tôi nhớ là bà... Tôi nhớ bà đội mua cái tóc rồi mà ta. À đây tóc này. À, thế thì phải bỏ cái mũ này ra. Ừ, bỏ mũ ra thì nó mới trồi hai cái bánh bao ở trên đầu bà ra. Gì đây? Đây. Trời. Ta-da! Mình thề với các bạn là mình chỉ muốn lấy gọi là cái gì đây? Trời ơi, tôi bị xe đụng. Tôi thấy tôi chỉ muốn lấy cái hai ngón tay tôi để tôi thọc vào hát lỗ mũi bà ấy thôi, bạn biết sao? Lần trước khi bà ấy mới chơi mình bảo bà ấy là: Mui ơi, Mui mua đồ vịt, mua đồ con ong rồi, Mui mua đồ con ếch đi. Bà bảo với mình: Tôi mua đồ con ếch mình trông xấu thì hại đạn. Hôm nay bà mua đồ đấy. Nhưng mà vịt biết tại sao không? Sao? Tại vì nhá, cái lúc mà vịt bảo Camui mua á là lúc đấy nó chưa có giảm giá, còn hiện tại nó đang được giảm giá. Mình mua trên tinh thần là tiết kiệm, đúng không? Mình mua tinh thần tiết kiệm Black Friday. Ok rồi. Dạo này nhá, thấy Camui đăng ảnh lên ấy, nhà Camui có gì đấy khác lắm. Giờ nhân ngày gọi là Mr. Vịt đang có gọi là tích xanh qua khoe Camui thì Camui có thể vui lòng dẫn mình đi tham quan tất cả những thứ mới trong nhà Camui một hôm được không? Ok luôn. Ok. Nên, rồi, biết sao? Giờ, nhà mình có nhiều ếch lắm. Nhiều ếch lắm à? Ừ. Ok, chúng ta sẽ đi tham quan 10 lẩu ếch của Camui. Ok anh em, vào. Ok anh em ơi, vào nhà Camui các bạn. Đây, mua ủng hộ nhà gia đình đã 45 đồng một cái kẹo đã. Đó, mua ủng hộ Camui một cái kẹo. Cảm ơn em. Thực ra mình nói thế cho nó oai đấy các bạn, chứ mình mua này Camui đâu được tiền đâu. Ok anh em, rồi. Tiếp theo, đây, đâu Camui đi giới thiệu cho Việt xem là nhà Camui có những gì mới nào. Từ từ, tôi nhớ mà. Các bạn có nhớ ngày trước mình qua nhà Camui lần đầu tiên Camui có gì không? Nhà Camui chỉ có toàn bể cá anh em. Mà bể cá lại còn là gì? Bể cá phan tặng. Nó nghèo đến cái mức gọi là ngửi mà gọi là... Này, bây giờ vẫn còn nhá. Vấn đề cái bể cá là gì không quan trọng. Quan trọng là con cá ở đằng trong giá trị như thế nào. À rồi, ok. Có những con cá này không?
giờ nhá. Bây giờ nè, trong này rất nhiều cá rồi. Mạnh dạn xin phép cả mùi cho xem cá VIP nhất. Có con cá VIP nhất là mang em quay coi. Cá VIP nhất ở đằng đây, cái chỗ này mình để riêng đống cá gọi là cá sấu này, cá sấu thường này, cá sấu vương miện này, cá sấu mini này, cá sấu mini vương miện luôn. Ôi ôi, cá mùi chơi cả cá sấu mini vương miện luôn anh em ơi. Cá sấu vương miện luôn, để tính là cả hai con này mình đều có các bạn. Mình có. Nhưng mình không có vương miện. Cái tươi nhỉ. Làm xong mà có được. Tốn công người ta câu phải khác chứ. Thua thầy một vạn không bằng thua bạn là nhất. Ok rồi, bây giờ cho mình xem cái thứ khác đi. Đâu đồ đạc đâu, mấy đồ mua bằng vàng bằng tiền không khỏe. Mua đây em. đây. Đâu? Ngay đầu tiên này bạn thấy không, cái con vịt đèn này là giống bà làm. Mua đồ con vịt đó. Đèn con vịt. Cái đèn này đẹp vãi chúa, anh em tí về mua luôn. Ok rồi, giới thiệu tiếp. Gì? Dừng lại khoảng chừng 2 giây. Gì? Cá mui nhớ là vịt đã từng mua đồ con vịt rồi mà tại sao cái đèn này không có? Riêng cái đèn này thì không mua. Lừa dối. Riêng cái đèn này thì không mua, mua hết đồ con vịt bình thường thôi. Ok rồi. Vịt. Đây có cái đống này thì là do nhập cốt. Cái này nhà phát hành tặng miễn phí không tính tiền. Đây đằng trong này là cái chỗ này là dành cho pet này, bạn nào vào tiệc của cá mui có chỗ để gọi là làm nhiệm vụ nè. Ghê ta, chăm sóc cộng đồng ghê ta. Cái này có cái đàn màu xanh này. Bạn đánh đàn hay lắm rồi, phải đánh đâu. Tính ra mình từ hồi mà mình nhà mình cũng có cái đàn này. Mình mua về xong cái fan mình nó không tha cho mình một ngày nào hết. Mình sợ lắm rồi, ngã bệnh rồi. Ok. Đây này, ở bên này còn có máy phát nhạc luôn nha. Đừng có đùa nha. Có máy phát nhạc đâu, nghe tiếng gì đâu. Bật nhạc lên, bật cái music quay ở trong cài đặt lên. Bật cái music à, từ mình tính là mình bật tắt. Anh cứ bật cẩn thận nha, bản quyền nhá. Cái nhạc gì ấy? Ai biết đâu. Nhạc gì mà nghe nó sập xà sập xình cái đầu đầu á. Ok anh em rồi. Ok đi chỗ khác. Ok được rồi. Rồi nhạc hay rồi, loa hay rồi, còn chỗ nào nữa? Còn cái gì mới nữa, quay nước coi. Rồi nè, có cái tủ lạnh của con vịt nè. Tủ lạnh con vịt à? Tủ lạnh con vịt. Cái tủ này thì cũng ấy này, cũng hay này, nhưng mà tủ này nhà mình cũng có rồi. Và tủ này như là cũng là tủ tặng miễn phí hay sao anh em? Rồi còn gì nữa không? Bà khoe mấy cái nhiều tiền đi, bà khoe đồ miễn phí không ấy? Nước bị hay đấy. Rồi bây giờ bà cho tôi xem mấy cái chỗ nhiều tiền thế nào. Đâu khoe đi em nào. Đâu? Chăm sóc của cái bé đã, trước khi muốn khoe muốn biết thì chăm sóc của cái bé đã. Chăm sóc bé rồi nha. Rồi được chưa? Rồi. Sao bà lại treo mấy cái con bé lộn ngược lên tường ấy? Thế nó mới đặc biệt. Cái gì vậy? Trời ơi, bà treo cái con dưới nó hết đặc biệt rồi. Ok, rồi trên này sao? Mình nói thật với bạn, may là mình chưa treo lên trần là may lắm rồi. Mấy cái đồ này đâu này? Trong shop à? Ủa mình mà đồ này mua bằng tiền sao, hay là mua bằng vàng hay kim cương? Bạn ơi, cái này là phải mua bằng vàng, bạn hiểu không? Người có tiền nó phải như vậy. Bình thường người ta làm gì, làm có giường này đâu nè, thấy không? Giường này đẹp không? Mui ngày hôm nay đã sắc ngày xưa bạn ạ. Mui ngày hôm nay đã sắc ngày xưa. Tầm này mui giàu rồi. Ok anh em rồi, tớ còn cái chỗ nào giàu hơn không? Thấy mấy bạn fan chụp ảnh đăng lên nhóm Play Together của Hero Team là mui ở có cái giường nào xịn lắm mình trái tim mà ta. Giường nào? Làm gì có? Giường trái tim ấy, có mấy cái à? Rồi xong thế là bạn gặp phải ảnh của Phách rồi. Ôi Phách nào? Có giường nào mà trái tim đâu. Rồi. What the hell? Phách nào mà đầu tư hẳn vàng để mua giường xịn bà lại chém gió được đâu. Thế mới xịn nhá, còn dưới này quan trọng là dưới này này. Đâu? Căn phòng tôi ưng nhất đây này. Giáng sinh đến rồi và hộp quà Hero Team Xmas cũng đã đến rồi các bạn ơi. Nhận ngay giảm giá 30% nếu như các bạn đặt hàng trước từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 5 tháng 12. Hãy sưu tập ngay hộp Hero Team Xmas để sở hữu những món quà độc lạ chỉ xuất hiện một lần duy nhất nha. Cùng đón Giáng sinh với Hero nào các bạn ơi. Đây. Đây cái chuồng ếch của bà kêu đây hả? Đúng rồi, đây chuồng ếch này, đây là có nguyên đồ ếch nha, bàn ếch này, ghế ếch này, bên này là cái gì ta, hình cái này là bồn tắm nha. Lúc đầu tôi cứ tưởng nó là hồ cá mà mình hóa ra sau khi đặt xuống là bồn tắm. Cái này bồn tắm mà bạn ơi, mình thử tắm em, tính ra từ hồi chơi Play Together giờ mình chưa bao giờ tắm một cái bồn tử tế luôn anh em. Cái hồ này hay lắm nha. Cái hồ này tắm là khi mà bạn ngồi xuống đúng không, là nó sẽ có kiểu cầu vồng hiện lên. Nani? Ngồi vào đi. Ủa, ngồi vào là có cầu vồng hả? Hay ấy. Ngồi vào đi. Đâu, ngồi vào nào. Cầu vồng hiện lên. Thấy không? Đâu. Ồ! Cầu vồng này các bạn ơi, cầu vồng có thấy cầu vồng hiện lên à? Ồ, hấp dẫn vãi chuối anh em ơi. Nhưng mà ấy, các bạn nhìn thấy cái gọi là cái chỗ bên trong này nó có một cái gì là độc lạ không anh em? Nãy tôi xuống ngay tôi nhìn thấy luôn nha. Tôi cho bạn 3 giây này. Cái gì? 3 2 1. Các bạn nhìn lên tường kìa. Bà ấy viết chữ lên tường kìa. Hero. Đấy, Hero K được đi. Hero M S. Thử coi đọc. K P V M. Đố mấy tờ Việt dịch được mấy cái chữ đấy là gì? Là Mui, Sim, Sam, Kairon, Phong, Siro nữa với cả Vịt nữa. Đó. Đúng không?
Mà nói gì đi, nói yêu ngầu đi muốn. Nói em. Là ông đọc bừa đúng không? Tôi đọc bừa đâu, bởi vì cái này thực ra là ban đầu nhá, tôi nghĩ là Hero Team hoặc là Hero Hero xong là Kamui, nhưng mà tôi lại thấy MSKPV thì thực ra tên của mọi người tôi rất là nhớ mấy cái chữ cái này mà. À ừ, nhưng mà là đúng. Ừ, tất nhiên là đúng rồi, làm sao mà cãi được em. Với cả các bạn nhìn nhá, còn một cái điểm nữa cực kỳ đặc biệt mà chỉ những dân chơi cực kỳ tinh tế mới nhận ra này. Đây. Okay. Các bạn nhìn vào thì chỉ đơn giản là một chiếc bàn và 5 chiếc ghế, nhưng thực ra nó có thể là hậu quả của việc quay gọi là sổ số nhưng mà không ra món đồ bà ấy thích, nên bà ấy phải quay mấy lần liền thì nó ra một đống ghế này bạn, đúng không? Thực bạn ra. Sai rồi nha. Gì? Cái mục tiêu của tôi là tôi lấy cái bàn cái ghế này luôn đó. Mục tiêu của tôi đó. Tôi thích cái bàn ghế này lắm luôn đấy, tôi không thích chỗ nào. Ủa thế cả bộ ếch bà có quay được nguyên bộ ếch không hay quay được mỗi đầu? Nope. Nguyên bộ ếch mà, nhìn đây nè. À không, tôi quay hai lần. Tôi quay đầu tiên á là tôi muốn cái bộ bàn ghế này, nhưng mà bùng phát lần đầu tiên là ra luôn rồi. Không, đáng lẽ tôi không cần quay nữa, nhưng mà tôi thích cái thảm lá này. Nên là tôi quay lần nữa và tôi ra nguyên bộ ếch luôn, trong khi mục tiêu của tôi không phải là bộ ếch vì bộ ếch xấu ở sự. Tôi kiến nghị cho Cam Mui biết này, với một khi mà bà đã làm cái sàn như này, cái phòng như này, tôi nghĩ là bà nên gọi là chơi luôn một cái gọi là lót nguyên cái sàn của nó bằng gọi là cái tấm như kiểu nước á, xong rồi bà đặt lá bèo lên trên thì nó sẽ đẹp lắm luôn á. Ồ, cho nguyên tiền. Nhiều tiền lắm mà, mua đồ VIP và đồ Max ra sao giờ chưa mua tiền. Đây anh bạn à, đồ ếch đây. Mời vào các mùi ghê, không biết rồi bạn mới bán không đồ vịt nha mọi người. Ok, thì ngày hôm nay nhân dịp vịt có tích xanh, đấy, mùi có sẵn sàng đi chơi với vịt đâu? Không. Nếu bạn không sẵn sàng đi chơi thì mình sẽ không rủ bạn đi chơi nữa, nhưng mà mình sẽ chuyển qua rủ bạn là bạn có sẵn sàng cùng với mình solo xem ai chơi mini game tay to không? Wow. À, một con gà rủ các mùi à, một con gà rủ các mùi chơi game à? Bà gái đi thôi, bà dám chơi không? Trời ơi, ok bạn ơi, và có lẽ là video này cũng dài rồi bạn ơi. Video này rất dài rồi nên mình sẽ để cái video mà mình với Kamui solo chơi game ở trong video sau. Các bạn nhớ đón chờ video sau xem mình với Kamui xem ai sẽ là pro player của gọi là Play Together, xem ai sẽ chơi mini game đỉnh hơn nha. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. 10.000 like ngày mai up.